Chuyến hàng đầu tiên 2022, một máy khoan về Lê Vung, Đồng Tháp và hai con máy khoan, một con máy mài về Sài Gòn về công ty Nhật. Và một con máy cắt đá ở anh trai ở Sài Gòn. Và một cái Eito của vị khách quen cũng ở Sài Gòn. Xin cảm ơn tất cả quý khách hàng luôn ủng hộ cửa hàng máy khoan 975. Xin kính chúc quý khách luôn có nhiều sức khỏe là thành công trong công việc.